Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc mới nhất của chúng ta, đó chính là ca khúc Snapping Snapping. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học động tác ngay nha. Rồi, các bạn sẽ để tay như thế này. 5, 6, 7, 8, tạ. Ok, tay của mình sẽ giống như là búng tay vậy đó mọi người. Rồi, 2, đi. 5, 6, 7, 8, tạ. Rồi, mình nhảy qua bên trái của mình. 1, và 2, và 3, 4, 5, 6, tạ, 7, 8, tạ. Ok, 2, đi. 1, và 2, và 3, 4, 5, 6, và 7, 8, và. Rồi, sau đó mọi người lặp lại một lần nữa với bên phải. 1, và 2, và 3, và 4, và. Chân của mình sẽ gặp hai đầu gối và 1, 2, 3, 4. Còn tay của mình sẽ là đầu, vai, hông và chân. Rồi, 2, đi. 1, 2, 3, 4. Ok, mình làm lại động tác đó nha. 1, và 2, và chắc, 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 chắc. Rồi, sau đó mọi người vuốt tay, tắc, tắc, vuốt tay qua. Cái thứ hai thì mình sẽ không có tắc, tắc như vậy. 1, tắc, tắc, 2, qua. Rồi, mình sẽ đếm lại nha. 2, đi. 5, 6, 7, 8, và 1, và 2, và 3, 4, 5, 6, và 7, 8, và 1, và 2, và 3, và 4, và. Ok, 5, 6, và 7, 8. Rồi, sau đó mọi người sẽ feel 4 lần, nhảy qua hai bên. Mình cứ nhúng như thế này thôi. 4 lần, 2, và 3, và 4. Về dáng pose thì mọi người có thể pose tự do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, sau đó mình sẽ nhảy xuống bằng chân ở bên phải. 1, và 2, và cũng là động tác búng tay luôn ha. 1, và 2, và 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, nhớ cái tay của mình xoay qua bên đây. Ok, lại ha. 1, và 2, và 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, sau đó mọi người sẽ đặt tay xuống. 1, 2, 3, 4, tạ. 5, và 6, và 7, và 8, và. Rồi, bây giờ là lần nữa nha. 5, 6, 7, 8. 1, và 2, và 3, và 4, và 5, 6, và 7, và 8. Và dừng. Sau đó mọi người pose dán một cái snapping. Rồi vuốt hông một lần. Và snapping, snapping. Rồi mình lặp lại nha. Sau đó mọi người sẽ rút bùm, bùm. Rồi mình lặp lại nguyên đoạn nó một lần nữa ha. 2, đi. Chắc chắc bùm. I know chắc hấp. I don't bùm. Snapping. Ooh. Snapping, snapping. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ thử cùng thực hiện với nhạc theo tốc độ chậm thử xem là mọi người có làm được hay không nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, và 1, và 2, và 3, 4, 5, 6, và 7, 8, và 1, và 2, và 3, và 4, và 5, 6, và 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nhảy xuống. 1, và 2, và 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, và 5, hấp 6, hấp 7, hấp 4. Lặp lại lần nữa. Tắt 1, 2, 3, 4, 8, 5, hấp 6, hấp 7, hấp 4. Ok, vậy là chúng ta đã học xong bài Snapping của chúng ta rồi. Và Bin hy vọng là sau ngày hôm nay tất cả các bạn có thể hoàn thành được tốt bài Snapping này nha. Và đừng quên like và chia sẻ video giúp Bin nha tất cả mọi người. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào video sau. Bye bye.